Hello, chào các em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm cực kỳ hot ở phân khúc giá bình dân. Con này sẽ đến từ thương hiệu của Sansui và tên model là AUD 707. Đây là dòng sản phẩm mà Nhật vừa mới vào hàng mà về hình thức còn cực kỳ mới, đẹp ken tầm trên 90% nha anh em. Con này là dòng sản phẩm mà đời đầu của Sansui khi xài bản mặt AUD này nha anh em. Về sau thì nó sẽ chuyển qua những dòng mặt mà xài alpha. Thì những dòng alpha thì đa phần nó sẽ xài than nữa mà. Còn dòng này đặc biệt nó chạy ra còn sắc nha anh em. Nên về tiếng và chất âm của nó nghe phải nói là cực kỳ đặc biệt. Và đặc biệt là nó chơi với những dòng loa khó tính và nó là cực kỳ hay. Và dòng này đặc biệt là trọng lượng nó rất là nặng, nhưng mà đến tận là 20 kg. Nội thất bên trong vẫn là cực kỳ hoành tráng nha anh em. Đây, mời anh em cùng nhìn xem qua về các nút chức năng trong sản phẩm này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có nút nguồn nha anh em. Con này nó sẽ chơi được hệ thống mà hai cặp loa cùng một lúc. Các nút với điều chỉnh về bass và treble ở hai cái dải tần số khác nhau nha anh em. Nút tone là anh em nhấn lên thì anh em sẽ chỉnh được bass và treble. Và đặc biệt thì con này có cả loa nét nha anh em, là chức năng tăng âm. Con này công suất của nó cũng phải nói là rất là khủng, nhưng mà có loa nét thì đánh bùng âm những cặp loa lớn rất là tốt. Chúng bây giờ chỉnh về volume, ba lăng và các cổng kết nối tín hiệu nghe nhẹ. Đây, mời anh em cùng xem qua về mặt sau trong sản phẩm này. Đây, sản phẩm này sẽ trang bị ta hệ thống là 8 cặp loa nha anh em. Anh em chơi cực kỳ tốt hai cặp loa cùng một lúc. Con này đã chơi được trở kháng từ 4 đến 16 ohm nha anh em. Anh em phải mà chơi được nó là tất cả các trở kháng phổ thông. Còn đây là tem trong sản phẩm này. Đây, Sansui AUD 707, điện 100V, công suất là 230W. Còn bên đây là các cổng kết nối tín hiệu nghe nhạc anh em. Đây, phono trên mâm đĩa than, tuner, AUX là để anh em chơi với điện thoại, máy vi tính và đồ đĩa CD. Ngoài ra là có cổng làm về làm bao cho anh em, để cho anh em mà muốn kết nối lên một cái van hay karaoke, hoặc anh em có một cái về cắm mà con này chơi như một cái bao thì cũng rất là tốt nha anh em. Có hình cái này là đến tận 230W được cơ mà. Còn về nội thất ở bên trong của Sansui AUD 707, và nó còn cực kỳ mới nên em đẹp ken. Về nội thất thì nó rất là chi tiết dày đặc. Cái này trang bị ta một tăng phô rất là lớn, chạy tổng cộng là 4 tổ tập nguồn. Và đặc biệt thì nó chạy ta 4 con sò sắt nha anh em. Và bây giờ thì mình sẽ vào ngay bài test chất âm của Sansui AUD 707. Mời anh em. Cho dù giờ đây lên
đôi vai dâng chân thành, mong người em yêu thấu lòng anh. Khi non nước còn dặn dò, em chấp nhận mời đời trai dẫn núi sông. Bao yêu ái thương của lòng em đem đời chung chung trên vùng quê cho nên yêu thương con gian giờ và còn những ngày chất âm của Sansui Aude 77 về đánh giá phải là rất là hay anh em. Dòng này thích hợp để anh em có thể mà nghe những bản nhạc vàng và những bản nhạc bolero và nó là cực kỳ xuất sắc anh em ạ. Bass chép được tái hiện lại phải nói là cực kỳ tốt. Và đặc biệt là mình chưa mở loa nét anh em mà bass chép đã nghe rất là căng, rất là trơn tru rồi anh em ạ. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp em trong những video lần tới. Bye. Anh em hãy vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.